Xin kính chào quý vị. Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, sáng sớm 29 tháng 9, mưa lớn còn duy trì ở khu vực đồng bằng, trung du Bắc Bộ và Thanh Hóa. Tổng lượng mưa phổ biến từ 30 đến 70 mm trong 24 giờ, có nơi trên 100 mm. Tuy nhiên, từ chiều 29 tháng 9, mưa ở các khu vực sẽ giảm. Trước việc mưa lớn vào sáng sớm tại khu vực Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội, khiến các khu vực nội thành Hà Nội đứng trước nguy cơ tắc đường, người và xe chôn chân hàng giờ đồng hồ dưới mưa. Tại các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ cũng xuất hiện mưa dông trong hôm nay, nhưng với lượng nhỏ hơn so với một ngày trước. Lượng mưa dao động từ 15 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Còn tại các tỉnh, thành phố từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, Tây Nguyên và Nam Bộ, mưa dông tập trung về chiều và tối với lưu lượng 10 đến 30 mm. Người dân đề phòng những cơn mưa lớn bất chợt có thể gây nguy cơ ngập úng vùng trũng thấp, đô thị. Cũng theo dự báo, sau chuỗi ngày trải qua mưa lớn diện rộng kéo dài, từ hôm nay, mưa và lũ tại miền Trung sẽ xuống nhanh. Trong vài ngày tới, khu vực miền Trung chỉ còn mưa rải rác, nhiều nơi hửng nắng. Người dân có thể bắt tay vào dọn dẹp và khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Dự báo thời tiết chi tiết của các vùng trên cả nước. Hà Nội, nhiều mây, sáng sớm mưa vừa, mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây, sáng mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng có mưa vừa, có nơi mưa to, gió đông đến đông bắc cấp 2, cấp 3. Từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, sáng sớm phía Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Phía Nam, chiều và tối mưa dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, chiều và tối mưa rào kèm dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Phía Bắc gió nhẹ, phía Nam gió Tây đến Tây Nam cấp 2, cấp 3. Tây Nguyên có mây, mưa rào kèm dông vài nơi, riêng chiều và tối mưa dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nam Bộ nhiều mây, chiều và tối mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Mưa lớn kéo dài khiến khắp ngã đường Hà Nội xảy ra tình trạng ngập úng tại một số khu vực. Các phương tiện kẹt cứng, chịu cảnh chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Ghi nhận tại nhiều tuyến đường trên Hà Nội, khu vực Nguyễn Trãi mưa lớn khiến nước lên láng, ngập sâu, khiến giao thông ở đây gần như bị tê liệt hoàn toàn. Thậm chí, mưa lớn ngập qua bánh xe khiến các phương tiện giao thông hỏng máy, người tham gia giao thông phải dắt bộ dưới mưa. Còn khu vực đường Nguyễn Tuân, mưa lớn mênh mông biến cả đoạn đường thành một con sông. Cảm tưởng người dân phải dùng xuồng, ghe để có thể di chuyển. Ô tô di chuyển qua các cung đường trên như lao trong biển nước. Các nhà mặt phố bị nước đục tràn vào nhà. Nhiều người phải tìm chỗ tránh ngập trên vỉa hè. Lòng đường biến thành biển nước. Vỉa hè trở thành khu vực để các phương tiện tìm lối thoát. Thậm chí nhiều đoạn đường trên khu vực Hà Nội ngập đến nửa mét, khiến người tham gia giao thông vất vả trên đường đến chỗ làm. Mặc dù áp thấp nhiệt đới đổ bộ vào đất liền Việt Nam không ảnh hưởng trực tiếp tới thủ đô Hà Nội, tuy nhiên vẫn gián tiếp gây mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày qua. Cụ thể, khu vực Hà Nội hiện vẫn đang tiếp diễn tình trạng mưa vừa, mưa to đến rất to. Mưa lớn khiến nhiều tuyến phố trung tâm Hà Nội kẹt cứng ngay từ sáng sớm. Người tham gia giao thông chật vật di chuyển tới nơi làm việc khi mưa lớn, khiến các phương tiện giao thông chôn chân dưới mưa hàng giờ đồng hồ. Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, mưa lớn vẫn tiếp tục tiếp diễn tại khu vực nội thành Hà Nội và các vùng lân cận, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 60 đến 80 mm, có nơi trên 100 mm. Cơn mưa lớn từ sáng sớm kéo dài đã biến Hà Nội thành một biển nước mênh mông, khiến các phương tiện tham gia giao thông như đắm chìm trong biển nước. Mặc dù mưa lớn kéo dài đến khoảng đầu giờ chiều đã có dấu hiệu ngớt, tuy nhiên nước tại các khu vực nội đô rút chậm, khiến nhiều phương tiện vẫn trong tình trạng ngập sâu trong biển nước, việc di chuyển trở nên khó khăn. Mưa ngớt, nước rút nhưng nhiều ô tô vẫn bị nước của cơn mưa lớn sáng nay ngấm vào bộ phận máy bên trong xe, không nhúc nhích được, trở thành những chiếc ô tô bồng bềnh giữa dòng nước lớn của thủ đô. Tình trạng ô tô ngập sâu trong biển nước tại nhiều tuyến đường như đại lộ Chu Văn An, quận Hoàng Mai, Hà Nội. Ghi nhận tại đại lộ Chu Văn An, một số tài xế tỏ vẻ ngao ngán khi ô tô bị hỏng máy do ngập nước. Thậm chí xe cứu hộ cũng bất lực không thể vào sâu tại những tuyến đường ngập lụt để vận chuyển các ô tô bị ngập nước đến nơi sửa chữa. Còn tại khu vực ký túc xá Mễ Trì, nước dâng cao lên đến gần 1 mét, ngập quá nửa bánh xe ô tô. Nước ngập quá đầu gối khiến nhiều người phải bị bõm di chuyển. Lý giải trước tình trạng ngập lụt do mưa lớn gây ra tại nội thành Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước Hà Nội cho biết, do lượng mưa kéo dài nhiều giờ khiến mực nước sông, hồ dâng cao nên việc tiêu thoát nước chậm.
Vì vậy, dù đã ngớt mưa nhưng các phương tiện giao thông tại Hà Nội vẫn chịu cảnh bồng bềnh trong biển nước. Ngay từ sáng sớm, Hà Nội đã xuất hiện những cơn mưa lớn xối xả, trắng xóa bầu trời, khiến đến gần trưa, Hà Nội vẫn tối mịt như ban đêm. Còn lại các tuyến đường lâm vào cảnh ngập lụt, ùn tắc. Thậm chí, giao thông tại nhiều tuyến đường còn bị tê liệt hoàn toàn. Các phương tiện chung chân hàng giờ dưới mưa không thể di chuyển. Hình ảnh thấy được sáng nay ở Hà Nội là từng đoàn xe dài nối đuôi nhau nhích từng mm. Đến giờ cao điểm, tình trạng tắc đường còn trở nên nghiêm trọng hơn. Thậm chí, có những đoạn đường ngập lụt lên đến hàng chục cm, khiến các phương tiện di chuyển bị hỏng máy hàng loạt, người dân phải dắt bộ, lội đi trong dòng nước ngập lụt. Trước cảnh ùn ứ, kẹt đường do mưa lớn, nhiều phương tiện xe máy đã phải tìm đủ mọi cách chen lên vỉa hè mới mong muốn có được lối thoát hoặc cố gắng tìm các khe hở giữa các ô tô để lách qua. Ghi nhận tại đoạn đường Nguyễn Trãi hướng đi ngã tư Sở và ngược lại, đoạn đường đã được lấp đầy bởi các phương tiện giao thông. Các phương tiện dường như không có lối thoát khi di chuyển trên đoạn đường đó. Thậm chí, nhiều tuyến phố trở nên hỗn loạn, nhiều người bất chấp nguy hiểm điều khiển phương tiện giao thông đi vào đường ngược chiều trong cơn mưa tầm tã. Lực lượng chức năng được cử đến nhiều tuyến đường giao nhau để điều tiết giao thông. Tuy nhiên, tình trạng ùn tắc vẫn không khá hơn là bao. Xe máy, ô tô di chuyển trên những cung đường ngập lụt không khác gì lao vào biển nước với những mối nguy hiểm về ổ gà, ổ voi trên đường. Mặc dù nhiều nơi đã ngập sâu, nhưng những trận mưa lớn ở Hà Nội vẫn chưa có dấu hiệu ngớt. Nghệ An là một trong những tỉnh thuộc khu vực miền Trung, trở thành một trong những nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của áp thấp nhiệt đới vừa đổ bộ vào đất liền Việt Nam. Áp thấp nhiệt đới đổ bộ đã gây mưa lớn kéo dài tại tỉnh Nghệ An suốt nhiều ngày qua. Theo thống kê ban đầu, mưa lớn đã khiến nước dâng nhanh, gây ngập lụt hơn 1.600 nhà dân, trong đó có một thị trấn gồm 830 ngôi nhà bị cô lập. Thiệt hại về lúa và hoa màu lên đến hàng trăm hecta. Cụ thể, theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, mưa lớn, nước dâng nhanh đã khiến 1.600 nhà dân ở các huyện gồm Quế Phong, Nghĩa Đàn, Anh Sơn, Quỳ Châu, Thanh Chương, Quỳ Hợp, thị xã Thái Hòa bị ngập, 830 ngôi nhà bị cô lập. Ngoài ra, nước lũ cũng làm nhấn chìm 1.503 hecta lúa, 3.050 hecta hoa màu. Đồng thời, một diện tích lớn cây ăn quả, cây lâm nghiệp, cây công nghiệp cũng bị chịu ảnh hưởng nặng nề. Bên cạnh đó, hàng nghìn gia súc, gia cầm bị nước lũ cuốn trôi, hơn 660 hecta ao hồ bị ngập và nhiều tuyến đường giao thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An bị ngập, sạt lở. Cũng theo báo cáo, toàn tỉnh Nghệ An có 1.061 hồ đập lớn nhỏ, trong đó có 959 hồ do địa phương quản lý. Hiện tại đã có 293 hồ đầy nước, 102 hồ đập do doanh nghiệp thủy lợi quản lý, trong đó đã có 31 hồ đầy nước. Hiện tại, trên địa bàn tỉnh Nghệ An có 22 hồ chứa thủy điện đang vận hành khai thác, trong đó có 8 hồ chứa gồm Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê, Nậm Nơn, Nậm Mộ, Bản An, Nhạn Hạt, Châu Thắng đang thực hiện vận hành theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên khu vực sông Cả. Việc mưa lớn kéo dài đã khiến nước dâng nhanh, dẫn đến việc nhiều nơi bị ngập, giao thông bị chia cắt. Lực lượng cứu hộ cứu nạn tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh đang cố gắng đẩy nhanh việc cứu trợ, cũng như đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực chịu ảnh hưởng. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!